chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên TV trong phần chơi Dying Light. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ quay lại The Slum. Và có chỗ để nhảy xuống kìa. Nhảy xuống. Mình đang đi qua chỗ của hai anh em Tonga and Fatin. Tại vì hai anh em đó có những cái ý tưởng rất là thú vị. Thì không biết là nếu hai anh em đó còn ở đây sẽ có trò chơi mới gì, cho nên mình muốn đi coi thử. Chúng ta leo lên nào. Ta đi ngang cái trường học. Ủa, hai anh em đó giờ chuyển sang ở đây rồi hả? Yes, we don't want to break in. Hey boys, what are we into this time? Do you understand what a battery is? Tolga, you're overwhelming him. Inside the engine compartment of a bus is a heavy rectangle. I know what a battery is. Okay, we need bus batteries with marine-grade plates and rated at 1300 CCA or better. CCA means cold cranking amps. Obviously. That's a pretty big battery. Yes, easily 50 to 55 kilograms each. That's equal to several large rocks. He's American. The metric system makes him angry. We will need three of them. Oh, you can use your brute strength. We know you primitives are keen to show how strong you are, to demonstrate physical prowess. You think it will attract females? Ugly and stupid. What else does he have? Oh, how does he live like that? Who knows? You have your instructions. Go do your interpretation of them. Hai anh em mày đúng hài luôn. Hỏi anh có biết cục pin không? Cục pin là cái cục mà ở trong cái động cơ á, nó có hình hộp chữ nhật á. À, tôi biết cục pin là gì nhưng mà phải xài cục pin bự lắm. À đây. Ủa anh chàng này vẫn còn ở đây hả? Ủa. Ông đó ông đi rồi nhưng mà anh chàng này bị bỏ lại. Chúng ta có gì trong này không? Không có. Thì cái cục pin mà hai anh chàng này cần là cục pin cái tiêu chuẩn nó lớn lắm. Nó đúng hơn chắc giống như cục ắc quy luôn á. Nó nặng từ 50 tới 50 mấy ký. Thì làm sao mà có thể gọi là cục pin được. Và chúng ta cần phải đi lên trên khu vực đó để lấy được cục pin đó. Bây giờ cái khu vực đó nó có gì chẳng không? Nó có gì nguy hiểm không? Coi bộ không có gì nguy hiểm hết. Chúng ta đi thôi. Mình đã tới trạm xe buýt rồi. Và chúng ta sẽ cần phải đi tìm chiếc xe buýt nào mà có cục pin đó. Tìm đâu? Đông quá vậy. Và có một em này nữa hả? Rồi, một phát xong. Tại em này yếu lắm. Chúng ta lấy và kiểm tra. Rồi, vô đâu lấy đây? Hả? Không thấy. Gì đây? Còn một em The Gun nữa kìa các bạn. Hai em The Gun. Và pop. Một phát là xong. Giờ The Gun không còn thế nào mà chịu được. Nó yếu lắm. Còn mấy em này thì... À đây rồi phải không? Phải ở đó mở cửa thôi. Ok vậy. Rồi sao? Cái giấy, cái giấy. Rồi sao ta? Bắn mấy em đằng trước, chúng em The Gun đằng sau. Và xong em ấy luôn. Chúng ta phải mò ở đâu? Cưng nào? À, cái con khạc đàm ở phía trên. Thì ra là mấy em khạc đàm. Dẫn mặt. Còn một em nữa. Một em khạc đàm. Ủa dạ, sao lấy cây bon này? Thiệt tình. Lấy cái bon độc nữa mới ác. Rồi bắn cái banh luôn rồi. Giờ xuống dưới. Mấy con zombie này chúng ta không cần mất thời gian đâu. Giờ mở cửa. Phải lock picking easy nữa hả? Ghê vậy. Easy. Đây, easy đây. Mở cửa. Và đây, như vậy chúng ta tìm được cái battery nó rất là đơn giản. Tưởng khó khăn nhưng mà nó lại vô cùng đơn giản. Chúng ta chỉ việc lên xe buýt. Và phải lóc hít một cái. Vậy cho nó gọn. Bây giờ mình sẽ lên chiếc xe buýt này luôn. Xe buýt này mở cửa sẵn tội gì không lên. Thiệt tình. Có chiếc xe buýt mở cửa sẵn kìa.
Ví dụ như bên này có không? Tại bên đây cũng mở cửa sẵn. Và không được, phải qua bên kia mới được. Mình vừa dọn xong những em zombie để chúng ta có thể thoải mái mà pick lock. Ủa, pick lock easy gì kỳ vậy? Cái này là easy á hả? Giỡn á hả? Easy gì sao không được liền? Mở lên. Vô trọng tháo cục pin ra. Có 3 cục pin thôi đó. Và bên kia còn một mớ zombie nữa. Đây có gì vậy? Có đồ. Và ta phải quay về đưa cho hai anh em đó. Hai anh em đó nói chuyện sóc hàng ghê luôn á chứ. Thì khỏi biết cục pin không. Rồi hả, làm sao mà anh ta có thể thu hút được những cái người con gái? Tại vì anh ta cái trí tuệ không được cao, cho nên làm sao thu hút được. Nãy hai anh em đó nói vậy đó. Chúng ta quay trở lại nói chuyện với hai anh em này coi họ định làm cái gì. Here are your batteries. Better check them for bite marks. Well done. Ah, no problems with the counting part of the mission? How much more do you need to do on this project of yours? None of your business. Goodbye. Giờ mấy người cần bao nhiêu? Hả? À, chuyện này không liên quan đến anh đâu. Đừng hỏi nữa. Hay ghê luôn. Vậy rồi, bây giờ chúng ta sẽ phải chờ coi họ nói gì nữa. Giờ chúng ta hãy coi Let's là Spider. Meteorite Sample này ở On Town. Và đây là ở On Town. Sao cái gì mà On Town hết trơn vậy? Slum đâu? Slum đây. Cái này dễ. Chúng ta sẽ chờ thông tin kế tiếp từ mấy anh em đó. Và cái gì đây? Chúng ta phải đi vào ban đêm. Ủa, cái mình vừa chọn là ở đâu? Nó ở The Slum, đúng rồi. Thôi ra. Và hai cái painkiller. Chúng ta phải đi đâu tìm painkiller? Nhiệm vụ coi. Chúng ta sẽ cần phải đọc nhiệm vụ một cái. Và chúng ta đang thiếu painkiller là thuốc giảm đau. Thì thuốc giảm đau chắc phải tìm ở bệnh viện. Mà bệnh viện ở đâu? Có ai còn nhớ có cái bệnh viện nào hay không? Họ ta còn một chỗ nữa. Khu vực trên đó chúng ta chưa có lên bao giờ luôn kìa. Ta sẽ chạy từ đây lên trển cái đã. Mấy giờ rồi? Mới 9 giờ mấy à? Còn sớm. Đi thôi, chúng ta sẽ kiếm đường chạy đi. Mình vừa phát hiện ra một chỗ rất là thú vị. Ở đây có mấy em viral. Và chúng ta có thể hạ gục. Ở đó mà hạ gục viral kiểu đó. Thiệt tình. Nó thấy nó chạy theo bây giờ đó. Và vô trong này. You are leaving playable area. Chúng ta rời khỏi vùng có thể chơi được. Kỳ lạ vậy. Vùng nào có thể chơi được mà vùng nào không chơi được. Ở đây là vùng có thể chơi được. Bây giờ mình sẽ lên trên này. Tại vì mới thấy con viral đứng ở phía trên. Đứng ở bên hông. Chúng ta vô trong này coi chơi cái coi. Viral không. Nói chung là viral không. Rồi ở đây có gì nữa không? Có bộ cũng không có gì đặc biệt. Không có gì đặc biệt lắm. Có viral ở trên này. Nice ride. Someone must have put a lot of work into it. Oh. Xe đẹp, xe đẹp. Chắc là có người đầu tư rất là dữ ở trỏng rồi. Và chúng ta hãy đi coi thử coi có gì đặc biệt ở bên đây. Chỉ là em viral thôi. Wow. Mình đã tới nơi cần tới rồi nè. Ơi. Và ở đây có người của Rai nha. Mấy người này nó muốn chơi. We got company đúng không? Ôi đông quá vậy, đông quá vậy. Ôi. Có viral nữa. Chẳng những đông mà còn có viral nữa.
chúng ta sẽ cần phải cẩn thận. Rồi, Viro sẽ chạy qua. Mình sẽ đánh lạc hướng bằng cách tấn công thêm nhiều hướng khác nhau. Và mấy ngày nó muốn bắn lắm. Cái cây SMG này của mình cũng không được bắn nhiều nữa. Wow, wow, wow. Tại vì cây này gần hết đạn rồi. Đó. Ui, tụi nó đâu. Một bé. Bé nữa kìa. Bắn trúng rồi hả? Bình tĩnh. Rồi xong. Ồ, ở đây là safe house này các bạn. Mới vừa phát hiện luôn nha. Chúng ta có một cái safe house ở đây. Now it's safe. Và cửa. Ờ, vô đây làm gì? Vô đây là làm cái gì? Không biết nữa. Ờ? Có cái gì đó. Làm thấy ghê. Ở đây là con đường để chúng ta có thể đi tắt thôi. Tưởng chuyện gì? Gì làm cái đung luôn cái. Giật mình tưởng chuyện gì chứ. Giờ chúng ta sẽ đi bên đây. Chúng ta đi ngược lại. Cái đường đó là đường tắt á. Lần trước chúng ta có thể đi từ bên On Town qua đây. Và trên này, chỗ an toàn là chỗ này á hả? Mà sao lỗ thiên quá vậy? Tại vì nãy mình thấy Viral leo lên được. Thật là mắc cười quá đi. Và chúng ta có gì bên dưới này? Nó mới vừa để một chấm tròn ở bên dưới. Và chỗ này, search for construction site. Construction site. Khu vực này làm gì? Sẽ phải có thứ gì đó. Có người của tụi Rai ở đây. Để mình đổi qua cái nhiệm vụ đó. Construction site. Steal from a thief. Set the construction site. Như vậy là phải vô từng cái phòng ở đây kiểm tra. Nói chung mấy cái này là chỉ là đồ ép thôi. Chắc chắn là không có đồ gì đặc biệt rồi đó. Vậy thì có gì đặc biệt ở đây? Chúng ta cũng phải tìm coi thử. Qua bên này. Trên đó có gì không ta? Không có đường vô. Không có đường vô thì container này không có gì đặc biệt. Mà có đường vô thì container đó mới có điều đặc biệt. Vừa thấy gì kìa? Stay down. Stay down là một cái blueprint. Cái blueprint nãy nó là màu xanh lá mà vô đây nó là màu xanh dương. Chúng ta có thể thêm được một cái áp lực khi mà chúng ta sử dụng cái món vũ khí có cái upgrade đó hay là cái modifier đó. Đây rồi. Và hãy kiểm tra thử coi tụi nó giấu cái gì ở đây. Đây là chỗ của tụi Rise. Phải không? Search the construction site, chúng ta tìm được cái thùng thuốc nổ. Quá nhiều thuốc nổ. Còn lấy được nữa không? Hết lấy được rồi. Chúng ta lấy thuốc nổ cho Zephyr. Và Zephyr đang ở đó. Zephyr đang đâu? Xa vậy? Nói 500m chứ một khúc luôn nè. Chạy ngược về The Tower luôn á. Và đây là chỗ mình đã đi qua rồi á chứ. À, thiệt tình. Chúng ta đi qua chỗ này rồi mà không chịu vô chổng coi. Có không ta? Có gì bển không? Có gì bển không? Hình như là chỗ này đi rồi. Đúng vậy. Azim, can you hear me? Azim, come in. Cái gì vậy? Ai đây? What is it? So you remember me? I know I remember you. You were at Rice's camp when I lost my hand. You were one of Brecken's guys. If you were anyone else, I'd kill you. Oh, lucky me. That's right. As for Rice,
I'd settle with that psycho in my own time. But first, I need your help to find my brother, Nazim. He's the one who helped me escape. He went for food at the supermarket, but he hasn't been back since. I'll pay you to find him. What do you intend to pay me with? Are you kidding? My brother and me worked for ICE. You know what that means. Collecting stuff. That's all we ever did. We look for stuff, we find stuff, we take stuff. Well, we wound up with a lot of stuff. Some of it we turn over to ICE. Some of it we kept ourselves, you know, in case things got too crazy. Not like stealing, but protecting for the future. That's just smart, right? Until you got caught. We still got plenty left. Weapons, medicine, money. We've got stashes all over the city. But now Rice's men are looking for us, so I have to be careful going out. So we've got a deal? I'll think about it. It will be worth your while. I promise. Và đây là cái anh chàng mà hôm bữa bị Rice chặt tay á. Không biết các bạn còn nhớ hay không? Thì anh ta bây giờ đang trốn chui trốn nhủi ở trong cái đường hầm này. Và mình sẽ cần phải đi tìm người em Nazim của anh ta. Và Nazim đang đâu? À, Nazim đi siêu thị. Và không biết vì sao Nazim lại không quay về. Và rồi anh ta cần phải tìm Nazim ở trên siêu thị. Là ngay tại đây thôi, cũng không quá xa. Thì Nazim đi siêu thị thì chắc chắn là không có chuyện gì tốt xảy ra cho Nazim rồi. Và cái anh chàng Osman đó rất là tức tối Rai, nên quyết định là sẽ trả thù Rai vào một thời điểm khác. Nhưng mà anh ta đâu có biết Rai bị mình xử mất rồi. Giờ mình sẽ chạy qua chỗ supermarket hay là cái siêu thị đó coi thử, đi tìm em trai của ông kia Osman. Ta cần phải tìm Nazim. Nazim ở đâu? Nazim ở đằng sau hả? Thì phải chạy ra đằng sau rồi. Đang làm gì ở đằng sau đó? Hay là ở phía trên? Ở đây. Mở cửa. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Sao la sùm vậy? Có chuyện gì thế? Hả? Ồ. Và có rất nhiều thứ ở đây. Chúng ta có gì vậy? Thùng rác. First aid kit. Chỗ này đạp không được. Và có cái tủ lạnh. Điên vòng coi thử có gì trước. Chỗ đó mình lấy không được. Và phòng này không có. Phòng này phải pick lock. Chưa coi pick lock này là khó hay dễ luôn á. Mà đã vô pick lock liền luôn rồi. Mở cửa. Có ai trong đây không? À, theo con đường này hả? Vậy là nhiều khi anh chàng này vẫn còn ở đây. Và chúng ta có gì đẳng vậy? Đó, vậy là nó ở bên kia tường. Và có vẻ như chúng ta sẽ cần phải đi theo đường ống này đây. Chính xác luôn. Và qua bên kia đường ống. Đường này không phải đâu, đường này sẽ đi xuống dưới thôi à. Đường này là nhà vệ sinh. Đó. Có cái em đó kìa. Rồi chúng ta tìm cách để bắn hạ mấy em đó coi. Em đó đâu? Cái em bụng bự phải phệ vừa chạy ngang đâu rồi. Úi da. Shit. Ờ rồi sao? Rồi sao? Uh-oh. Giờ phải xuống đây phải không? Rồi không phải đường này luôn. Chúng ta phải đi tìm đường xuống. Bắn con đó nó nổ một cái. Hết biết đường luôn. À đây đây đây. Chuẩn bị tâm lý. Đây rồi đây rồi. Tắt báo động. Và có gì đây không? Trước khi mở cửa nên tìm hiểu thử xung quanh đây có gì cái đã. Và xung quanh đây không có gì. Who the hell are you?
Your brothers pay me to find you. Oh, well, you've definitely earned your money. But Osman is in danger. Raiz's men know where he is now. It's a lot to ask. But could you take him a message? Tell Osman that he's got to get out of there, and that he should meet me at the Red Wall Stash. He'll know what that means. All right, I'll tell him. Now we'd both better get out of here. Và chúng ta sẽ đi ra khỏi đây thôi. Rất là đơn giản. À, anh ta nói là anh ta biết là người của Rai đã biết chỗ của anh trai anh ấy. Bây giờ anh ta sẽ cần phải cứu anh trai anh ấy, phải rời khỏi cái khu vực hồi nãy ông đó trốn mới được. Nếu không là không thể nào có thể sống sót được đâu. Ghê vậy. Vừa mới vô thấy có cái con The Ghoul liền. Và trong này có gì không? Nhìn vô trong này không có gì hết. Chúng ta đang quay lại đi báo tin. Và có cái xe có dấu hiệu của Rice kìa. Đi qua. Ồ. Oh. Có người của Rice nha. Một bé. Nhẹ nhàng thôi. Bé đó không biết. Mới 7 giờ sáng à. Ngoài kia tối thui. Ghê vậy. Ồ, ở trong đó sao tập trung đông quá vậy. Rồi và mình sẽ tắt đèn. Mình không thấy mấy em đó. Ủa vậy đứng đâu ta à, chúng ta sẽ phải đi đường vòng qua. Không phải hướng này. Ủa? Tụi nó đâu? À, phải đi vòng từ bên kia. Vòng từ bên kia kìa. Tự nhiên đi vô hướng này cái tự hỏi tụi nó đang ở đâu? Sao biết được? Và tụi nó tới kìa các bạn. Ôi! Rồi, mấy này không có súng. Tưởng có súng chứ. Giỡn mặt không? Ôi, biết đỡ nữa. Và anh chàng này sao rồi? Hả? Anh sao rồi? Another minute and I'd be a dead man. I thought maybe you'd sort me out. Rice's men got your brother. He talked before I could get to him. So Nazim is dead? No, no, he's all right, though you're both short a few fingers now. Anyway, he says he wants you to meet him at the Red Wall Stash. He said you'd know what that means. It means you didn't double-cross me. You're a straight shooter, Brecken's guy. You want to join me and my brother? Yeah, no, I'll just take my pay. Fair enough. I promised you good. This is good. These keys will open 3 stashes in different parts of the slums. If you can get to them, they're all yours. Good luck, Brecken's guy. Và chúng ta đã có được sự tin tưởng của anh chàng này. Thì cái mật khẩu mà của hai anh em đưa ra chỉ là để xác nhận là ta không có làm gì hết. Nghĩa là chúng ta không có tham gia vô chuyện của Rice, khiến cho cái anh chàng này bị giết hay là anh chàng kia bị giết. Nói chung hai anh em này kỹ lắm. Họ rất là cẩn thận với người lạ. Cũng đúng thôi. Và cái thời điểm này thì ai mà không cẩn thận. Và chúng ta vừa được có chìa khóa để có thể mở được 3 chỗ. Giờ 3 chỗ đó nằm đâu? 3 chỗ đó phải tự đi tìm. Tự đi tìm rồi. Không có đâu. Thôi để mình về mình đưa cái này cho Jaffa. Painkiller for Toyga. Mình có luôn hả? Và đây ở Jaffa và Toyga. Hay vậy ta? Tự nhiên có luôn. Vậy chúng ta sẽ quay về thôi. Và mình vừa tìm được một cái Oman Stars. Như vậy chúng ta phải tìm đường vô. Ôi da. Nhẹ nhàng hạ gục. Và tìm đường vô. Nó ở ngay đây. Kế bên một cái thùng. Ôi, cái thùng mở được liền luôn kìa. Đã chưa? Hãy coi thử coi Oman Stars nó có cái gì vậy trọng. Này không có gì giá trị hết. Và chìa khóa có rồi thì tất nhiên không cần pick lock.
Wow, firecracker, điện thoại, đủ đồ ép hết. Và có một cái zombie statue, bấm đã luôn. Rồi để đóng cửa lại một cái, không được, không đóng cửa lại được. Và có ba cái chúng ta có thể pick lock. Còn gì nữa vậy? Còn một cái chài thôi. Và chúng ta có tới ba chỗ, đây là một cái nữa. Và không phải, đây cũng không phải, và không phải luôn. Ủa còn chỗ nữa đâu? Chúng ta đang đứng ở chỗ nè, và trên kia, đó, trên đó. Bây giờ để mở coi thử coi trong này có gì. Wow, military rifle mà màu cam nha, đã lắm nha. Cái đồ màu cam là đồ sử dụng rất là xịn luôn á. Chắc phải đi mở coi hết quá. Thiệt tình là đã quá. Mình chỉ dự định là quay lại làm nhiệm vụ của mấy anh em Ton gì đó, Toga, Tonga and gì đó thôi. Nhưng mà ai dè thấy cái này đã quá vậy. Chúng ta có được cái súng màu cam luôn. Và trong này có gì nữa? Mở lên. Một cái pick màu cam luôn. Remarkable Antique. Antique là cây dưới 570. À, cũng bằng cái của mình có sẵn. Cái này tới 6 mấy lận. Superior này sao? Này có 137 à. Nhưng mà bắn nhanh. Chúng ta sẽ đổi cái SMG một cái. Tại vì cái SMG bên này không có bán đạn. Phải qua bên The Countryside mới có. Và đạn. Đã. Giờ sao ta? Thôi để về giao nhiệm vụ cái đã. Chúng ta phải vô trả nhiệm vụ đây. Bandages, awesome. People love bandages. At least the ones who need them do. Other people don't really care so much. But the guy who lives across the hall from me just shut off his thumb. So he's really gonna appreciate this stuff. Say, you didn't see any loose thumbs out there, did you? When he shut it off, it kind of flew out the window. It would look like a chicken nugget with a bullet hole. No? Well, keep your eyes open. Căng quá vậy. Và mọi người thì thường không có quan tâm đến chuyện về những cái thuốc hay là băng bông băng đâu. Nhưng mà có một cái anh vàng vừa lấy súng bắn ba ngón tay cái luôn. Rồi sao? Giờ bắt buộc phải lấy bông băng lại thôi. Anh có thấy cái ngón tay cái dẫn đâu không? Tại vì khi mà nghe anh bắn á, là anh bắn ba ngón tay cái đi luôn. Thật là mắc cười. Bó tay thiệt. Nghĩ sao bắn ba ngón tay cái đi luôn mới ghê. Bây giờ chúng ta còn một chỗ nữa. Đâu rồi? Đây. Steal from a thief. Phải chạy qua bên đó. Và ta có hai chỗ. Osman Tas. Biết vậy mình coi trước mình chạy qua bển cho nhanh. Giờ ta chạy ngược về đây rồi phải chạy lên trển nữa. Nó hơi xa một chút xíu. Ta hãy vô giao đồ. Ông này phải không? Jafar, Rice's man really found something. Something valuable? Is dynamite worth a lot? Dynamite is gold. We could cook you up something special with that. Kurt's a natural when it comes to this stuff. All right, one pack for you, the rest for me. Kurt will figure out how to give it some oomph. We'll be in touch. Và chúng ta vừa chia sẻ. Giờ nói chuyện gì nữa vậy? À, lấy tiền. Tiếp tục. Ta còn chỗ của Osman nãy thôi. Ở đây trước. Ta sẽ di chuyển qua bên đó. Và mình đã tới khu vực kế tiếp. Đây là một trong những cái chỗ mà anh chàng kia giấu đồ. Ở dưới này không phải. Đây là cái tiệm bán băng đĩa mà lần trước chúng ta tới đó. Thì ta lần này sẽ có thể lên được phía trên. Rồi giờ phải tìm cái cửa ở đằng trước. Ê, đằng sau chứ. Tại vì đằng sau này nó có cái cửa lần trước đóng mở không được. Giờ mới mở được. Tại vì chỗ này là anh ta chứa đồ mà. Và trong này có gì? Ôi lóc hít kìa. Phải đóng cửa lại được ha. Mở coi thử. Không có gì hết trơn vậy. Những cái chỗ này thì sao? Nó có gì trọng? Và cái này thì sao? Có đồ ăn thôi. Lóc hít tin can. Lấy tin can. Và bên này nữa. Tủ lạnh. Có đồ ăn. Còn tủ gì nữa không? Tất cả mọi loại tủ. Đó, có một cái modifier kìa. Modifier gì đây? Ấy, thiệt tình. Nó đâu, nó đâu, nó đâu.
Mở coi thử. Modifier. Có con dao. Ờ, không phải modifier. Tưởng modifier không à, nhưng mà không phải. Rồi, bên này. Để coi có đồ cam nữa không nha. Nãy có cái đồ cam thấy đã mắc quá. Hai món luôn. Trong cái thùng trắng này. Và Wicked Saber, Wicker Saber hả? Wicked Saber. 580. 580 cũng được. Chứ không tới nỗi quá xịn thôi. Cũng được thôi. Tại vì độ mình bây giờ là phải từ 600 trở lên. Cây này cũng không cần nữa nè. Và coi thử bên này. Chúng ta có cái gì ở này không? Ừ. Được luôn. Hay quá vậy. Và ta sẽ có gì ở trong? Rồi xong. Thất vọng. Bên khu này thất vọng rồi. Ha, à, ta có đạn. Có phải battery với lại electronic thôi. Ngoài ra thì không còn gì nữa. Nhìn lại một lần trước khi chúng ta đi qua chỗ còn lại. Là chỗ thứ ba. Nó nằm ở trên đây. Cũng không xa lắm. Và chỗ này nó nằm ở bên dưới hả ta? Ồ, nó nằm ở bên dưới đây. Mở cửa. Mình đã né hết những em zombie. Để chúng ta vô một cách thoải mái. Và có cigarette quá chừng luôn. Mấy anh chàng này hút thuốc dữ. Chúng ta có một cái gì này. Lần này không nói là modifier nữa. Để mở ra coi thử mới biết. Ý, mở được rồi kìa. Và ta sẽ mở ra coi được cái gì ở đây. Wow. Cây kiếm màu tím. 700 luôn. Ghê thiệt. 700 luôn nha. Qua bên này. Picklock medium. Medium. Medium thì dễ rồi. Ha, nó mới khó. Và chúng ta sẽ có. Ờ, à, dở rồi. Giờ không chơi ba cái chọi đổ nữa. Và có rượu kìa. Chúng ta kiểm tra cái thùng này luôn đi. Có gì đặc biệt nữa nào? Cái này thì không có gì đặc biệt lắm. Ngoại trừ mấy cái đồ ép xịn xịn thôi. Và chúng ta hãy kiểm tra cái này. Nó có cái gì ở đây. Rồi chắc bên kia rồi. Lìa hơi quá. Và ta sẽ có. Có gì này, có gì này. Mở lên. À, không có gì đặc biệt rồi. Nói chung là có được một cây đó là đặc biệt nhất. Và nói tóm lại, mình muốn quay lại khu vực này để mình thực hiện nhiệm vụ của hai anh em Tonga với lại cái gì gì đó. Tự nhiên quên tên một người nữa rồi. Tại vì hai anh em đó có nhiều trò thú vị quá, cho nên mình phải quay lại thôi. Và tới đây thì chúng ta sẽ chính thức kết thúc phần chơi Dying Light tại đây. Và hẹn gặp lại các bạn trong những series khác. Bye bye.